tell me something about Tony's car. Do you remember? Do you remember? Do you remember? When Tony say, "Oh, what stuff? What does the girl do?" Rồi, bây giờ nè, Minh Tâm hãy nhớ lại cho cô sau khi mà Tony nói là hey, what's up? Rồi thì câu chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào nhỉ? Con có thể kể cho cô 3 tới 4 câu cũng được. Gợi ý nha, gợi ý nha. She ignores him. Rồi tiếp theo là gì nữa nhỉ? Không, Cô ấy không tell me. Nói bằng tiếng Anh, mình đang thi tiếng Anh mà. no tiếng lịch. She ignores him. Ignore him. He yells. Yeah. Cô ơi, cô vẫn chưa nhớ cô. Ok, vậy thì con có thể kể cho cô bắt đầu từ Tony buys the new car. Rồi. Tâm bắt đầu. The girl she kicks off the bike. She sao nhỉ? Rồi. Bây giờ con có thể kể cho cô ba câu của này. Tony buys a new car. It's a very expensive car. Rồi tiếp theo gì nữa nhỉ? Đi Tôi thi. dạ con chưa nhớ gì hết luôn ấy cô, con chỉ đọc để luyện nói thôi. Đi thi mà được nhắc nhắc quá trời nhắc luôn mà không nhớ. Buồn mình tâm ghê á. Rồi vậy hôm trước nè, câu hỏi của bữa trước cô rồi có nhớ cái câu gần nhất mà cô Annie dạy là câu gì không? Không 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 luôn. Mới học nhớ hôm trước. con kém lắm. Không. Mới học hôm trước luôn, câu gì là he gets on Bye. and And call. rides home. Okay, well done. And rides home. Rồi mình cùng đến với câu hỏi, thì những câu hỏi này nó giống như là lúc mà con thi đấu ở trên lớp vậy đó. Ok, cho nên là mình phải tập trung nhé. Rồi bây giờ con tập trung con trả lời những câu này giúp cô nè. Rồi, một câu rất là ngắn cho Minh Tâm. The girl takes the keys. Ooh. What does the girl take from Tony? What does the girl take from Tony? And Tony say What does the girl take from Tony? The girl được lấy cái gì của Tony? the girl take the key. Yes, the girl take the key. Does the girl take a Michelin? No. No. Does the girl take a bicycle? No. No. Does the girl take a dog? No. No. What does the girl take? Car. A car. Well done, a car. Whose car? Whose car? Cái xe của ai nhỉ? Xe của ai? Tony. Tony, wanted Tony's car. What does the girl do to take the keys? What does the girl do to take the keys? The girl. Kiss. Kiss gì nhỉ? Kiss off The chick. chick. Okay. The chick. Rồi, ok. Rồi, mình đi nhanh tới. Bây giờ cô sẽ show cho Minh Tâm một bức hình và Minh Tâm hãy nhớ thử xem bức hình này nói về cái gì. Câu nào liên quan tới bức hình này?
Hỏi về Ủa nó bị qua rồi đúng không? Đây này. Bước này này. Đó. I want to. I want to gì nhỉ?